kính thưa quý vị, một lần nữa chương trình cuối cùng đang là chương trình bất ngờ mà chúng ta đã có, và cảm ơn quý vị tất cả những cái hành trình cần thiết của quý vị có thể theo dõi và bỗng nhiên có thể nghe thấy trong vào tay của các thức ấy có chuyện cổ và thậm chí truyền thuyết của đất nước Tuyết Khuê mà lâu nay chúng ta vẫn thường quen miệng gọi là đất nước Hy Lạp. Chúng ta đã nghe trong 3 tuần lễ rồi. Nếu quý vị nào có đi vắng thì quý vị phải hỏi lại bạn bè hay là lên internet nghe lại nhé. Hôm nay chúng ta phải vào trong cốt truyện chính để không bao giờ xong chương trình này được cả. Như vậy là ở trong cái cốt truyện như vậy chúng ta đã có đầy đủ tất cả các nguyên nhân để dẫn tới mọi chuyện và đã nghe được quá khứ của tất cả các nhân vật rồi. Tóm tắt lại ngày hôm nay trước khi vào chuyện, ở bên phía nước Tuyết Khuê thì ngày đó chưa phải là một đất nước thống nhất mà nó còn có nhiều cái đất nước nhỏ phân tán như là thời Xuân Thu chiến quốc bên Tàu. Cho nên cái vị vua của thành phố Đôn Quách là thành phố Mykenai là ông Chiêm Thái Cương Agamemnon, là người tổng lĩnh tất cả các vị vua của tất cả các cái nước nho nhỏ ở bên Tuyết Khuê, tổng hợp lại đi đánh ở một thành phố lớn ở phía bắc của đông bắc nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, tây bắc nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay là thành Troa. Vị tướng mà giỏi nhất trong quân đội Tuyết Khuê là tướng Hàn Sỉ, từ tiếng Hán, cái tên nguyên văn bằng tiếng Tuyết Khuê cổ là Achilles, có nghĩa là không có môi, và vì môi hở thì đang lạnh cho nên là tiếng Hán dấu học giả người Nhật dịch ra là tên là Hàn Sỉ, là tướng giỏi nhất, đó là vai Achilles do Brad Pitt đóng. Achilles Hàn Sỉ có một người bạn rất là thân tên là Patroclus, tiếng Hy Lạp cổ, tiếng Tuyết Khuê cổ, Patroc có nghĩa là người bố, và Cles là vinh quang, có nghĩa là đứa con sinh ra làm vinh quang cho dòng dõi, nối dõi tông đường, làm rạng rỡ môn mi, rạng rỡ gia tộc. Cho nên là tiếng Hán dịch tệ chàng người ta là môn mi, có nghĩa là cái mày cửa, cái chữ tiếng Hán cổ dùng để chỉ là cái người con làm rạng rỡ cái cửa nhà của mình, thành ra vì vậy mà chữ Patrocles danh dự của bố dịch ra nghĩa là tiếng Hán dùng cái ngữ trong tiếng Hán cổ truyền là tên là môn mi. Hàn Sỉ và môn mi Achilles và Patrocles là một cặp bạn bè rất là nổi tiếng ở trong cái truyền thuyết của đất nước Tuyết Khuê cổ. Đó là quân đội, bên ta chúng ta chỉ cần nhớ ba cái tên chính như vậy thôi. Cái vị vua trưởng quản tất cả mọi người là Chim Thái Cương Agamemnon, vị tướng tài nhất của bên đó là Hàn Sỉ Achilles, và cái người bạn thân nhất của Hàn Sỉ là môn mi Patrocles. Còn ở bên phía thành Troy bên kia thì ông vua bên đó là Tiêu Thục Hồi, dịch nghĩa của chữ Priam, bà vợ là hoàng hậu Tỷ Viễn Hecabe. Ở đó có 50 người con trai của nhà vua này cùng với hoàng hậu. 50 con trai đó thì cái người mà tài giỏi nhất, vị tướng giỏi nhất ở bên phía thành Troa để mà đối chọi lại bên Tuyết Khuê sang đánh là tướng Tiêu Đề Trụ, dịch nghĩa chữ Hector. Hector có nghĩa là cái gậy chống, thành ra là cái chữ Đề Trụ là cái cột chống trời, là dịch nghĩa bằng từ tiếng Tuyết Khuê cổ sang tiếng Hán là Tiêu Đề Trụ. Còn em trai của Tiêu Đề Trụ là chàng hoàng tử đẹp trai nhưng rất là hào hoa bay bướm và sống một cuộc đời phải nói là không lấy gì làm toàn vẹn về mặt đạo đức, là chàng Paris, có nghĩa là cái bị, cái đẩy, cái bị, cái túi, thì dịch nghĩa tiếng Hán là Tiêu Tháp Liên. Chính vì Tiêu Tháp Liên đã cướp người em dâu của Chiêm Thái Cương bên kia mà ra nông nỗi tất cả mọi chuyện. Người em dâu đó là nàng Helen Chết Quế, là người đàn bà nổi tiếng xinh đẹp nhất thế giới, và nàng đã bỏ chồng để theo Tiêu Tháp Liên về thành Troa, vì nàng mà gây ra chiến cuộc 10 năm giữa hai đất nước. Vì đây là một truyền thuyết cổ cho nên các nhân vật ở trong truyền thuyết này có vẻ như không bao giờ có tuổi, dù đã 10 năm trôi qua nhưng Chết Quế vẫn đẹp lộng lẫy như xưa và vẫn là một hào quang sáng chói. Cướp được nàng đi hay lấy được nàng về là một vấn đề danh dự cho cả hai dân tộc. Ở đây như thế ngữ đã có lần thưa với quý vị rằng Chiết Quế có lẽ không phải là một nhân vật lịch sử có thật mà chỉ là một biểu tượng cho cái thần thái của đất nước Chiết Quế. Khi mà bị thành Troa cướp đi cái thần thái văn minh thì người Chiết Quế phải đi để mà cướp lấy trở lại về. Người đàn bà có dung nhan tuyệt thế kia chỉ là một biểu tượng cho tất cả những cái gì là tinh hoa, là đẹp nhất ở trong cả một nền văn hóa. Một khi đã bị cướp đi, dù là tự nguyện bỏ đi vẫn là mang tính cướp đi, thì phải đi chiếm lấy được về cho bằng được. Cái tên của nàng là Helen và cái tên của đất nước Hy Lạp cổ là Hellas. Nàng Chiết Quế và nước Chiết Quế không phải là vô cớ mà nó có những cái sự trùng hợp với nhau như vậy. Đến đây thì chúng ta có thể vào được lập tức cái cốt truyện chính của thành Troy, và cũng là cái điều mà làm cho nhà thơ Homeros cổ của đất nước Tuyết Khuê viết ra bộ sử thi nổi tiếng là bộ Iliad. Thành Troy ở bên nước Hy Lạp cổ nó có hai tên khác nhau, một cái tên là tên Troy, một cái tên kia là cái tên Ilium. Hai cái tên này là hai cái tên tối cổ mà nghĩa người ta không còn biết rõ lắm ở đâu mà có thể làm được nữa, nhưng mà đại khái cái nghĩa nó là cái gò, cái đồi và nơi mà có binh đội đóng lại, vì vậy mà người ta mới gọi tên theo những chữ này là Ilos và Troy, nó có hai cái tên tương đương như vậy. Chúng ta có bản dịch tiếng Hán Việt nhưng mà thích ngữ cảm thấy là quý vị đã hôm nay nhớ nghe theo dõi chương trình đã nhớ quá nhiều tên cả bằng tiếng Tuyết Khuê cổ lẫn bằng tiếng Hán, như thế là rối lắm rồi, chúng ta phải giữ tên nguyên như vậy để đi vào các nhân vật thì tốt hơn.
cái hiện tượng nổi tiếng nhất trong cái cuộc chiến 10 năm này, 10 năm chiến tranh thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng mà cái chuyện nổi tiếng nhất là xảy ra vào năm thứ 9, đó là vụ bất hòa giữa tướng Hàn Sỉ với ông tổng lĩnh quân đội Chim Thái Cương. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra như thế này. Quý vị biết ngày xưa mỗi lần mà đánh nhau đó thì khi người ta cướp được người ta, khi mà đánh nhau mà thua rồi đó thì bên thắng sẽ giết hết tất cả bên đàn ông của bên thua và bắt đàn bà về làm nô lệ hay làm vợ hay làm tỳ thiếp và giết tất cả trẻ con, nhất là trẻ con giống nam con trai. Cho nên là ở cái thời cổ thì nước nào cũng thế thôi, ở bên Trung Quốc xưa cũng thế, mà ở bên Triết Khuê cổ cũng thế, đó là người ta cướp nô tỳ về để mà phục dịch riêng cho mình. Thì chúng ta biết là một quân đội đi xa đánh chiếm cũng vậy, rất là cần có nữ sắc để mà phục vụ cho các tướng lĩnh ở trong thời gian xa nhà càng hàng 10 năm như thế. Thành ra là cái vấn đề mà chia cái cô gái nô lệ nào về làm tỳ thiếp cho vị tướng nào ở trong quân đội là một cái chuyện hết sức là quan trọng, và thường thường người ta phải tôn trọng quyền của lẫn nhau, nhất là các tướng không bao giờ được quyền đoạt tỳ thiếp của lẫn nhau, nếu không thì sẽ sinh ra những vấn đề hết sức là lấn cấn ở trong quân đội, và đó là chuyện đã xảy ra ở trong ngày hôm đó. Số là Chiêm Thái Cương là vị tổng lĩnh quân đội Triết Khuê có một người tỳ thiếp mới vừa nạp về sau khi mà đánh thắng vài trận đó, là tên là nàng Chrysis, chữ tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là Chrysos, bố của nàng là họ Kim có nghĩa là vàng, Chrysos là vàng, quý vị. Thành ra là của bên kia là Kim Tư Tế ở bên thành Troa thì mất một cô gái về tay bên Triết Khuê cướp về làm nô lệ. Cô này tôi là gọi tên là Chrysis, có nghĩa là không phải là tên thật mà chỉ đó là cô gái họ Kim, tức là Kim Thị. Thì Chiêm Thái Cương có một người tỳ thiếp mới vừa nạp vào tướng mà chưa có ân ái cùng với nàng lần nào hết, và nàng Kim Thị rất là xinh đẹp. Thì bố của nàng Kim Thị là Kim Tư Tế vì mất con rất là buồn khổ, thành ra đã đến kêu van trước cửa của tướng của Hy Lạp Triết Khuê, xin hãy thả con gái mình về. Ông nói rằng ông sẵn sàng chuộc con gái về bằng là bò, bằng trâu, bằng dê, bằng tiền, bằng của, bằng tất cả mọi thứ, xin trả lại con gái cho ông. Nhưng mà Chiêm Thái Cương nhất dứt khoát không chịu, bởi vì mình là thân phận là thống lĩnh của toàn thể quân đội Triết Khuê, bao nhiêu người khác đều có tỳ thiếp nạp về, không lẽ một mình lại không có ai hay sao? Ông dứt khoát không đưa nàng, trả nàng lại. Thì vì Kim Tư Tế là vị tư tế của vị thần Apollo, tức là vị thần của ánh nắng mặt trời, và cũng là vị thần của thiên tai địa họa, thần là con trai út của thượng đế Càn Hạo, và thần rất là có tài năng xuất chúng và thường thường là có tính nóng như lửa, cho nên là Kim Tư Tế về mới cầu. Trong cái câu chuyện cổ lịch sử thì các vị thần có thật và xuất hiện ở trong chuyện, thì Kim Tư Tế mới về cầu vị thần của mình hãy trừng phạt quân đội Triết Khuê đã không trả lại con gái của ông cho ông. Cho nên là thần Apollo mới hiện xuống và bắn mấy mũi tên ra làm cho cả quân đội Triết Khuê bị dịch. Bị dịch như vậy rồi thì người chết như rạ, thì vị tư tế ở bên phía Triết Khuê mới là có một buổi họp cùng với lại vua quan ở bên đó, thì mới nói thẳng vào mặt Chiêm Thái Cương rằng: hỡi Chiêm quân, lý do mà thần Apollo giáng họa cho cả quân đội chúng ta là vì ngài không chịu trả nàng Kim Thị về cho bố của nàng là Kim Tư Tế, cho nên Kim Tư Tế tăng lữ vì là người pháp thuật trong tay cao cường nên đã cầu đảo các vị thần phạt chúng ta như thế. Nếu ngài chịu khó buông nàng Kim Thị ra thì là quân đội mình sẽ không sao. Thì Chiêm Thái Cương cũng vẫn còn nhất định không chịu, thì Hàn Sỉ là một tướng trẻ và tướng tài, nổi nóng mới mắng cho nhà vua mấy câu. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái chủ đề quanh năm ở trong quân đội, tức là cái người trẻ và có tài, và cái người bên kia là người trên cũng có rất nhiều tài nhưng mà cũng có nhiều cái tật xấu, rồi có cái tật là không chịu nhà nữ sắc ra. Cho nên là Hàn Sỉ lớn tiếng mắng Chiêm Thái Cương là không nghĩ gì đến quân đội, không nghĩ gì đến sự sống còn của cả quân đội, mà chỉ bám lấy một cái vật riêng tư của mình mà làm hại cho tất cả mọi người. Nên Chiêm Thái Cương nổi nóng lắm, vì là dẫu ra sao là tướng lĩnh mà cả quân đội và thống lĩnh ba quân đâu có để cho một thằng tướng trẻ nó dám hỗn với mình như vậy được. Cho nên ông mới quát lên rằng: như thế thì ta sẽ trả Kim Thị lại cho cha của nàng, nhưng mà nhà ngươi đã dám hỗn láo với ta thì Hàn Sỉ, nàng tỳ thiếp của nhà ngươi ta sẽ nạp về thế chỗ cho nàng Kim Thị của ta, để trừng phạt nhà ngươi cái tội là dám hỗn xược với người đứng đầu quân đội. Thì Hàn Sỉ rất là giận, bởi vì chàng là tướng tài nhất của quân đội Triết Khuê, và chàng nhỏ hơn Chiêm Thái Cương khoảng chừng 14-15 tuổi, tức là năm đó Hàn Sỉ khoảng chừng mới có 20 tuổi đầu thôi, còn Chiêm Thái Cương thì cũng đã là 36 tuổi rồi. Cho nên là Hàn Sỉ mới nổi giận mà nói rằng: ta sở dĩ sang đây làm một tướng dưới trướng của nhà ngươi là bởi vì ta nghĩ đến vấn đề của cả non sông. Nếu mà nhà ngươi đã chấp từng lời từng một như tiếng như thế mà lại còn làm cái chuyện bất công trái phép là cướp đi vị người tỳ thiếp của ta để nạp vào trong trướng của nhà ngươi để thay thế cho người tỳ thiếp mà nhà ngươi phải nhà ra như thế, thì ta không có tham gia cuộc chiến này nữa, ta sẽ về lều, đóng cửa lều nằm yên dưỡng sức. Bao giờ mà cả cái quân đội này có bị quân thành Thoa quà nó tàn hại đến người cuối cùng thì ta cũng không bao giờ trở lại với quân đội này nữa đâu. Và chàng nói chung là trở về trướng lui nằm yên luôn, không thèm nào đánh nhau nữa. Và dĩ nhiên là quân đội của Triết Khuê thua xiềng liềng.
Ở đây chúng ta cũng có một cái điểm rất thú vị, chúng ta nếu có nghe trên Milton Roy biết rằng Hàn Sỉ không phải là người thừa, mẹ của chàng là một nữ thần thành cơ Thetis. À, nữ thần vì có cái số sinh ra con trai sẽ mạnh hơn bố nó, mà luật nhà thần nếu con trai mạnh hơn bố thì con trai sẽ cướp ngôi của bố. Cho nên ngày xưa nữ thần thành cơ đã từng được thượng đế là Càn Hạo dòm ngó, nhưng mà đấng thượng đế không dám đụng đến nàng vì sợ bị mất ngôi thượng đế của mình, cho nên mới làm một cái lời nguyền là nàng không được phép lấy một vị thần nào khác hết, thượng đế là vị thần đứng đầu các vị thần, không được đụng đến nàng thì không ai được đụng tới cả. Nàng chỉ có thể lấy chồng là một người tầm gian mà thôi. Cho nên nàng đã rất là phẫn uất và định cự tuyệt tình duyên mãi mãi, không bao giờ lấy chồng. Nhưng mà cuối cùng thì duyên số đã đưa đẩy và các vị thần đã gài cho nàng phải lấy bố của Hàn Sỉ làm chồng và sinh ra Hàn Sỉ. Và chúng ta đã nghe câu chuyện là nàng đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để con trai mình được trường sinh bất tử như mình, nhưng không thành, và cuối cùng nàng phải chấp nhận là nay mai con trai mình cũng sẽ chết. Và đồng thời các vị thần còn cho biết là nếu mà Hàn Sỉ sống một cuộc đời vinh quang và rực rỡ thì chàng sẽ rất là yểu thọ, còn nếu mà chàng sống một cuộc đời tầm thường và chỉ ngu rú ở xó bếp góc nhà thì chàng sẽ sống được rất là trường thọ, nhưng mà chàng đã chọn cuộc sống vinh quang. Vì vậy sau khi bị ngục về tay chim thái cương thì trong cái bộ tiểu thuyết rất là đẹp ở thời cổ này, các vị thần có thật chàng ra bờ bãi biển, chàng khóc to và gọi mẹ. Chàng nói rằng hỡi mẹ, con đã ra bỏ, chấp nhận cuộc sống của con, sống cuộc đời ngắn ngủi không được bao nhiêu ngày để lấy được cái vinh quang không ai sánh kịp. Thế mà bây giờ con đã bị làm nhục ở trong quân đội này, con muốn mẹ hãy lên cầu xin thượng đế Tất Cả Càn Hạo. Ngày xưa thượng đế đã chẳng từng yêu mẹ và muốn cưới mẹ làm vợ đó sao, làm thiếp đó sao? Hãy lên nói với ngài là hãy làm sao cho quân đội trít khuê này bị thua, thất bại, đau đớn và xiềng liền, để cho họ biết rằng khi mà không có con tham dự chiến cuộc là như thế nào. Thì nữ thần thành cơ thở dài, vuốt tóc Hàn Sỉ và nói, tại sao con cứ đi vào những cái chuyện mà nóng nảy và những cái chuyện mà tranh chấp từng tí như vậy để làm gì? Đau lòng mẹ lắm, mẹ chỉ muốn con về già ở ru rú xó nhà để mà sống được trường thọ mà thôi, chứ còn con như thế này thì con chết sớm chứ con để làm gì đâu. Nhưng mà Hàn Sỉ nói với mẹ rằng đây là cái sự tự ái làm trai của chàng, chàng không thể chấp nhận được điều đó. Cho nên nữ thần thành cơ đành thở dài và bay lên trời, và nàng đến gặp Càn Hạo là vị thượng đế ngày xưa đã từng rất là yêu mến nàng, xém tí nữa thì đã bỏ vợ chính của nàng, của ngài vì nàng. Nàng mới lên cầu xin một điều thì tấn thượng đế Càn Hạo gật đầu cho phép. Vì vậy mà từ đó trở đi, trong liên tiếp mấy ngày quân đội trích quê thua xiềng liền, bởi vì thượng đế trên tay cầm một cái cán cân, và khi ngài đã quyết định bên nào thắng là bên đó thắng, bên nào thua là bên đó thua, ngài chỉ cần bỏ bàn cân lên và cân cái số mệnh của hai bên mỗi ngày hôm đó là sẽ thành cuộc. Và trong câu chuyện này chúng ta có những câu chuyện cái huyền thoại cổ, nó có những cái màu rất là thú vị. Chẳng hạn như vợ của thượng đế tức là Vương Mẫu biết được rằng thành cơ đến là thế nào, thượng đế cũng nghe lời nàng, cho nên là vợ của thượng đế là cái người bên quân đội trích quê muốn chợt thay đổi thế cờ thì vợ thượng đế phải đi qua bên nữ thần bồng doanh, nữ thần của sắc đẹp và tình yêu, mượn cái vành đai của nàng. Ai mà đeo cái vành đai này vào thì người sẽ đẹp lên gấp bội, để mà quyến rũ chồng cùng mình ân ái một lần nữa, để mà bà có thể thừa cơ hội để giúp cho quân đội trích quê lấy lại một chút chiến thắng. Thành ra cái cung một màn rất là đẹp, tức là bên trên đỉnh núi thì Vương Mẫu đã hiện tới gọi chồng lên đỉnh núi với mình và đã dùng tất cả ma thuật của người đàn bà cực đẹp để mà làm cho chồng sa ngã trong vòng tay của mình. Khi mà thượng đế đã nằm yên trong vòng tay, ngủ yên trong vòng tay của Vương Mẫu rồi, thì Vương Mẫu mới hóa phép làm cho quân đội trích quê lấy lại được một số cái thắng lợi nào đó với quân thành Troa. Nhưng mà khi thượng đế thức dậy thì nàng ấy rất là giận dữ và đã lên sấm sét để bắt quân đội trích quê phải thua trở lại. Trong cái câu chuyện cổ này, các vị thần cũng có những cái hỷ nộ ái ố như loài người, cũng có cầu xin lẫn nhau và cũng có tất cả những cái điều đó thú vị, chẳng khác nào như là người thần chúng ta vậy, kính thưa quý vị. Và do đó thì sau khi mà quân đội trích quê đã thua xiềng liền mấy lần đau đớn như vậy rồi, thì chim thái cương biết lỗi của mình. Ông mới cho một cái phái đoàn gồm có 3 người, một người là bô lão kỳ cựu là Nestor, một người kia là một vị tướng nổi tiếng về tài ăn nói hùng biện, tức là nói ai cũng phải siêu lòng, là tướng Odysseus. Và người thứ 3 là một vị tướng tài ở trong quân đội là Ajax, là bạn thân của Hàn Sỉ. 3 người đến để nói với Hàn Sỉ hãy ngồi cơn giận và trở lại với quân đội, nhưng mà Hàn Sỉ vẫn dứt khoát một khăng khăng. Một cái điều đáng chú ý là chim thái cương nói rằng là ta sẽ trả lại cái người tỳ thiếp cho Hàn Sỉ. Người tỳ thiếp này từ khi mà lấy về 2 ngày nay ta chưa hề đụng đến người nàng, nàng vẫn còn trinh tiết, cho nên Hàn Sỉ có thể biết chắc là ta không phải đã làm phạm đến người của nàng, thành ra trả nàng lại vẫn còn nguyên vẹn. Ta sẽ cho thêm Hàn Sỉ bao nhiêu là tiền bạc, ngọc vàng, châu báu, cũng như là trâu bò, ngựa dê để mà làm giàu thêm cho cái vương quyền của chàng. Đồng thời nếu mà chàng muốn làm rể của ta thì ta có 3 người con gái còn lại ở bên nhà. Đứa lớn là công chúa Tuần Lân, đứa giữa là công chúa Phi Giao, Iphigenia và Electra, và người thứ 3 là Iphianassa. Nàng chàng muốn chọn ai trong 3 người cũng được, ta sẽ cho chàng làm rể của ta. Có một câu đặc biệt nữa là nhưng mà chàng phải khuất phục.
đây lệnh của ta, ta ra lệnh cho chàng ra trận và chàng phải ra trận. Cho nên là khi mà cái phái đoàn ba người sứ giả tới thì Odysseus khôn khéo lặp lại tất cả những lời hứa hẹn về tiền bạc cũng như là về cái chức phò mã cho Hàn Sỉ, nhưng mà không nói đá động gì bất cứ một chữ nào đến cái chuyện là vua chim thái cương. Khăng khăng một điều là nhưng mà cái thằng nhãi nhép ấy, cái thằng 20 tuổi đầu ấy, nó phải nghe lời ta. Ta vẫn là người lớn tuổi hơn và có vai vế to hơn trong quân đội. Mặc dù nó có là tướng tài hơn, nhưng mà tướng tài thì mặc tướng tài, nó phải nghe lời ta và ta phải được quyền khuất phục uy lệnh của nó thì mới được. Cho nên là phái đoàn đã khôn khéo giấu điều đi không nói, nhưng mà Hàn Sỉ thừa biết, chẳng lồng lộn nên chẳng bảo rằng dù cho tất cả vàng bạc trên thế gian này không thể mua lại được cái sự tự trọng của, nếu chim thái cương đã lấy đi mất sự tự trọng đó thì Hàn Sỉ không bao giờ để cho khuất phục vì những lời hứa hẹn đầu đầu, nhất là chưa hề có một lời xin lỗi. Chúng ta thấy ở đây trong cái vở kịch của nhân loại cách đây cả hàng bao nhiêu nghìn thế kỷ mà người ta, hàng bao nhiêu nghìn năm, hàng mà hai mấy thế kỷ mà thời bây giờ cũng không khác gì thời nay của chúng ta. Tức là con người người ta rất để ý với nhau, cẩn trọng trong cách xử sự trong tất cả mọi thứ. Nếu mà đã không gửi cho nhau một lời tạ lỗi về cái điều mình đã làm, nếu không nhìn nhận cái lỗi của mình thì dù có hứa hẹn tặng bao nhiêu cũng không đáng. Điều đó không đúng. Chim thái cương đã có lỗi, đã bất chấp cái quyền lợi sống còn của quân đội đi giữ lấy một cái mối vô vật riêng tư cho mình, rồi khi mất mối vô vật riêng tư ấy thì lại để thỏa lòng hờn oán để cướp đi người tỳ thiếp của một người tướng tài dưới trướng. Thành tự ra dù viên tướng tài này trẻ tuổi bồng bột có nói những lời thất lễ với nhà vua đi chăng nữa thì đầu tiên vẫn là do nhà vua đã không làm tròn cái trách nhiệm làm vua của mình, tức là đã không đặt sự sống còn của quân đội lên trên cái quyền lợi cá nhân riêng tư của mình. Cho nên một nhà vua như thế không đáng được kiêng nể và phải có một lời ngỏ ý xin lỗi với Hàn Sỉ thì mới được. Đằng này nếu không tạ lỗi mà lại còn hứa hẹn là đòi làm bố vợ và cho bao nhiêu tiền của thì chỉ là một sự mua chuộc thanh danh, chàng không thể chấp nhận được. Cho nên chàng nhất quyết vẫn không. Chàng nói rằng bao giờ quân đội thành Troa nó có đánh tới đây sát lều của tôi và động đến quân đội của tôi thì tôi sẽ ra tôi chiến đấu để bảo vệ cho riêng quân đội của nước tôi mà thôi, còn tôi không có làm một điều gì cho quân đội Thiết Quê nữa hết. Thế là hết, tất cả mọi người đều chịu thua. Và trong mấy ngày Hàn Sỉ đi vắng như vậy thì tướng Tiêu Đề Trụ, tức là Hector, là viên tướng lớn nhất ở bên thành Troa, làm mưa làm gió trên chiến trường. Và cuối cùng là sau 3 ngày chiến trận như thế lớn mà không có Hàn Sỉ thì tất cả các tướng tài nhất còn lại trong quân đội đều đã bị thương và bị lọt ra khỏi vòng chiến. Chim Thái Cương bị một mũi tên trúng bả vai phải rút về. Em trai của Chim Thái Cương, tức là chồng của nàng Chiết Quế, nguyên nhân của cả cuộc chiến tranh này cũng phải chạy dài, bị vết thương nơi đùi. Tướng Ajax là tướng tài nhất sau Hàn Sỉ cũng hoàn toàn bị ra khỏi ngoài chiến trận. Các tướng còn lại Diomedes hay là Odysseus cũng đều thua trận. Cuối cùng thì Tiêu Đệ Trụ đã đánh sát tới nơi rồi. Lúc bây giờ thì mới có một cái bi kịch lớn. Trước đây chúng ta cũng có thể kể một tí nữa về bên phía thành Troa, rất là cảm động, có những scene kịch rất là nổi tiếng và rất là đầy tính người, tính nhân bản. Đọc vào chúng ta mới biết rằng nhân loại đã là như thế từ bao nhiêu nghìn năm nay. Và ở đây Thế Ngữ có thể nhắc lại một điều là không có tác phẩm cổ nào của văn học Trung Quốc ở thời bấy giờ mà lại có được một cái tầm vóc vĩ đại như là Iliad, tức là tả được một cuộc chiến tranh mà cả hết thảy là 24.000 câu thơ. Tác phẩm cổ của Trung Quốc không có bài nào dài được 24.000 câu thơ như thế. Cái điều này Thế Ngữ muốn chỉ lại là bởi vì người Trung Quốc lúc nào cũng khăng khăng nói là mình nhất thế giới về tất cả mọi thứ. Có những cái gì mà thua kém người ta không bao giờ họ nói ra, và do đó nhiều người Việt Nam của mình cũng mắc cái bệnh thờ Trung Quốc quá đáng. Có những điều Trung Quốc thành tựu rất rực rỡ, rất huy hoàng, nhưng mà có những chỗ họ cũng phải kém người khác, thì có chỗ này hơn chỗ kia thua. Người Trung Quốc có cái thói xấu lúc nào cũng nói cho mình hơn tỏ tất cả người khác, và có cái xấu thì ém nhẹm và che đi. Ở đây thì Thế Ngữ phải nói rõ là Thế Ngữ rõ ràng thấy là cái tác phẩm này viết vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, ra cách đây đã 28 thế kỷ, 2800 năm. Thì ở cái thời đó ở Trung Quốc họa chăng còn lại tới ngày nay chỉ có vài ba bài thơ ngắn trong kinh thi là ca dao trong dân gian, và lúc bây giờ chưa có Ly Tao, chưa có Sở Từ, còn tất cả cái gì còn lại văn học Trung Quốc đều chưa xuất hiện. Tức là ở thời điểm bây giờ bên nước Thiết Khuê đã có một bài thơ dài 24.000 câu và tả được những màn kịch hết sức là hay, hết sức là đầy tình người và hết sức là đầy những vấn đề trong triết học tương lai mà thế giới châu Âu bây giờ vẫn còn phải chú ý. Có một màn kịch nổi tiếng giữa tướng Tiêu Đề Trụ và vợ của ông là nàng Andromache. Tên Andromache rất là hay. Andro có nghĩa là người đàn ông và Mache có nghĩa là giao tanh. Có nghĩa là tên của nàng có nghĩa là vì nàng có sắc đẹp mà làm cho người đàn ông phải giao tanh với nhau. Đó là cái tên của nàng mà thôi, chứ nàng là người rất là hiền đức và rất là ngoan ngoãn. Thành ra là sau này khi mà tướng Tiêu Đề Trụ đã chết về tay của Hàn Sỉ rồi, trong tương lai chúng ta sẽ biết thì là nàng sống một cuộc đời rất là đau khổ. Cái cuộc đời mà mã quãng đời còn lại của nàng đi qua bao nhiêu đau khổ tuân chuyên, từ khi mà chồng chết, thành phố quê hương bị đốt cháy, sụp đổ tất cả mọi thứ và đi về mang thân làm nô lệ, làm tù binh cho con trai của Hàn Sỉ.
là tướng tuột xích là Pyrrhus, sau đó rồi lại còn bị vợ của Pyrrhus ghen tuông vì nàng rất được lòng cái người chủ tướng này, định hãm hại nàng, rồi cuối cùng lại trời xuống đất khiến để cho nàng được lấy lại được một quãng đời tuổi già thanh bình và sống được chuỗi ngày toàn vẹn của mình, không còn phải nhớ lại những quá khứ quá đau thương của nàng. Nàng là điển hình của người đàn bà trung tinh tiết liệt, chỉ biết một lòng vì chồng vì con mà nghịch cảnh thời cuộc đã đầy vào, những cái hoàn cảnh đau khổ quá sức tưởng tượng, và đến ngày mà lấy được sự thanh bình rồi thì tuổi già đã đến và nàng chỉ còn đứng trên hoàng hôn của cuộc đời, hoàng hôn bãi biển nơi xa xăm, tuy có được những chuỗi ngày già cuối cùng nhưng mà không bao giờ quên được cái thời thanh xuân của mình đã đi qua một cuộc chiến tranh tàn khốc và đã thấy chính mắt người chồng của mình bị chết thảm thương. Nhân vật Andromache vì vậy đã được các nhà văn sau này khai thác rất là tận tình, trong đó có vở bi kịch nổi tiếng Andromache thế kỷ thứ 17 của nhà thơ Jean Racine của vương triều Louis 14 ở bên Pháp, một tác phẩm bất hủ mà Thế Ngữ mong trong tương lai sẽ có dịp giới thiệu cùng quý vị. Nhưng khi nhắc đến tướng tiêu đề trộ là Hector, chúng ta không thể quên hình tượng của vợ của chàng là nàng Andromache, mà một nhà văn học Nhật Bản đã dịch vở kịch của Racine ra tiếng Nhật và đã chắc cái tên rất là hay. Cái tên nàng có nghĩa là giao tranh của người đàn ông, thành ra ông dịch chữ chinh yên có nghĩa là khoái của chiến tranh, và quả thật cả cuộc đời của nàng là điển hình cho bao nhiêu khoái lửa chiến tranh. Cái tên này rất hay, tên là nàng chinh yên. Thì ở trong cái bài thơ cổ cách đây 28 thế kỷ, 2800 năm xưa, vô cùng xưa trong lịch sử của loài người, thì có một màn rất là cảm động là một ngày trước khi ra trận thì tướng Tiêu Đề Trụ đi ngang thì Andromache đang tham chiến mặt thành. Chúng ta biết là đàn bà ngày xưa cũng vẫn được quyền đứng trên mặt thành để theo dõi chiến sự ở dưới cánh đồng, thì nàng bồng đứa con của nàng có với tướng Tiêu Đề Trụ ra khắp nơi để mà chạy đi tìm chồng. Và tướng Tiêu Đề Trụ trên đường xuất quân đi ngang thì thấy vợ đang đứng ráo rác đứng trên bờ thành tìm xem mình đang đứng đầu ngoài quân đội, thì chàng cảm động chưa có thể ra quân ngay được, chàng mới chạy đến cầm tay vợ và nàng mới ôm chặt lấy chàng mà nhỏ lệ chứa chan mà nói rằng: "Ôi anh tàn nhẫn lắm, anh không nghĩ gì đến em, anh lúc nào cũng xông pha ra ngoài nơi trận mạc, lúc nào cũng đứng đầu ở tất cả làn tên mũi đạn, anh không biết rằng nhỡ một mai có mệnh hệ nào anh nằm xuống, anh nhắm mắt, anh xuôi tay thì thành phố này sẽ ai là người bảo trợ cho nó? Anh là tướng tài nhất bên này, anh mà nằm xuống thì chắc chắn chúng ta sẽ thất thủ. Lúc bây giờ người ta tràn vào đây đốt phá đền đài tất cả mọi thứ, rồi thân em, thân con ra sao, rồi còn cha còn mẹ của anh nữa. Chao ôi, cha em thì đã chết từ lâu. Em về đây làm dâu ở bên cái thành phố này, có anh làm chồng, có được cha mẹ của anh như cha mẹ ruột của em, đó là nương tựa cuối cùng của em. Anh mỗi ngày anh ra đi anh chiến đấu lại nghĩ đến cái danh dự kẻ làm trai, mà anh không nghĩ gì đến thân phận của em hết. Có thể nào mà anh ngôn anh giữ dần cái thân của anh giữ thân anh cũng chính là anh giữ lấy cả thành phố này. Anh là cuộc trụ, là tụ đờ của cả thành phố này. Anh mà cứ lao mình vào chiến trận bất chấp nguy hiểm như thế thì làm sao?" Thì tướng Tiêu Đề Trụ mới nói rằng: "Em ạ, chiến sự là điều không thể né tránh. Anh là người con trai, anh có nghĩa vụ phải chết vì đất nước. Thật ra mà nói thì thiên cơ nghe nói rằng thành phố này phải thất thủ. Không sớm thì muộn thì chuyện đã đến là phải đến. Thành thử ra, từ đây cho tới ngày đó, anh còn chiến đấu được cho nước non này ngày nào, anh vẫn còn phải chiến đấu ngày đó. Nếu mà quả thật một mệnh hệ ngày mai, các vị thần nghe nói rằng đã bỏ thành phố này, mệnh trời không thoát được, thành phố này phải thất thủ, thì anh không thể làm người tù binh để cho nó đến, nó chặt đầu anh ngay được. Cái ngày thua rồi, anh đâu có thoát chết được đâu. Người ta vào đến đây, người ta cũng chặt đầu anh mà thôi. Thà lúc bây giờ anh đã nằm dưới lòng đất lạnh, thà lúc bây giờ anh mới nhắm mắt nhìn thu, thà lúc bây giờ chuyện gì xảy ra đi nữa, thì anh không phải nhìn thấy em phải đeo xìm trên tay, không nhìn thấy con bị người ta ném xác từ trên bờ thành xuống để mặt vỡ óc mà chết. Cuộc đời nó là như thế, là sự tàn nhẫn.